Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT các bạn. Thì 9.000 USDT mini NFT này các bạn thì nó sẽ phân phối cho cộng đồng AirDrop nè. Và 1.000 đô token mini NFT sẽ phân phối cho top ghép các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Đông Phong ra chương trình AirDrop còn 8 ngày nên kết thúc nữa. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Nhập vào tôi không phải là người máy. Vui lòng nhập vào hình ảnh có trước một chiếc ô tô khá là đơn giản luôn. Ô tô. Tiếp tục. Ô tô đi. Rồi các bạn vào follow Twitter nha các bạn. Trên Twitter nè bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Các bạn bấm vào continue. Nhấp vào tôi không phải là cái máy cái nữa nè. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chiếc một chiếc tô. Thì y tá. Tiếp theo nè. Bây giờ sao bỏ mặt chiếc ta. Rồi mình đã được một tiết các bạn, tiếp tục các bạn retweet Twitter nè. Các bạn vào đây các bạn like nè. Thích nè, tweet lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn bấm vào continue. Tiếp tục join kênh group kênh seller nè. Kiểu này mình thấy khá là ngon đó nha các bạn. Bạn join vào kênh group nè. Rồi bấm vào continue. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Rồi vào đây các bạn lướt cấp trang nha các bạn chạy xíu. Bằng 10 6 cộng 4 bằng 10. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào continue. Tiếp tục các bạn nhấp vào gửi địa chỉ bin bi sở matchen bet 20 trên YouTube bullet mình nha các bạn. Kèo này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm kèo này luôn nha các bạn. Dán vào rồi bấm continue. Rồi tiếp tục follow minimum nè. Hy vọng được coi. Được rồi, ok. Rồi trên minimum bạn follow nè. Rồi bắt up lên nè. Bấm vào continue. Tiếp tục thì các bạn diễn lên ghép mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm được càng nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.